Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây thông tin từ công an tỉnh Long An cho biết, thời gian qua vẫn đang truy tìm ba người để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Đây là ba luật sư từng tham gia bào chữa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là vụ án được dư luận quan tâm và quen gọi theo tên của các bị cáo, đặt cho nơi ở của mình là tỉnh thất Bồng Lai. Trước đó thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về ba luật sư Nguyễn Văn Miến 57 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý kiểm tra xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng ba luật sư này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Qua công tác xác minh, công an phường nơi các đối tượng cư trú và thân nhân xác nhận hiện ba luật sư trên không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được. Trong một diễn biến khác, mới đây Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Liên quan vụ Tịnh Thất Bồng Lai ngày 19 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Bị can được tại ngoại vì lý do sức khỏe, bị can đang mang bản án 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân chưa thi hành. Trước đó qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Đầu năm 2022, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, từ năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân và một số người khác đến ở tại ấp Lập Thành do bà Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân tự xưng nơi đây là tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó là Thiền Am bên bờ vũ trụ để hoạt động. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã giàn dựng diễn xuất và đăng tải 5 clip và một bài viết trên mạng xã hội. Qua phân tích giám định của cơ quan chức năng xác định nội dung của các clip và bài viết này, thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm bôi nhọ uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm uy tín Phật giáo, danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cuối tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng lãnh 4 năm tù, Cao Thị Cúc 62 tuổi, 3 năm tù và Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, 3 năm 6 tháng tù. Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo đến ngày 21 tháng 8 năm 2012. Những bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng lai cũng gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Đầu tháng 11 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại đây, hội đồng xét xử bác kháng án giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức vừa xét xử sơ thẩm, công ty cổ phần quốc cường Gia Lai được xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Để đảm bảo việc thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh buộc quốc cường Gia Lai nộp lại 2.882 tỷ đồng, tiếp tục kê biên 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh và giao Bộ Công an điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án. 2.882 tỷ đồng nói trên là số tiền quốc cường Gia Lai đã nhận từ công ty cổ phần Sunny Island. Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát trong thương vụ bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Sunny Island. Cùng với nghĩa vụ thanh toán của Sunny Island, hợp đồng còn quy định Quốc Cường Gia Lai phải giao hồ sơ đền bù đất đai của dự án để hai bên cùng thuê một ngân hàng để quản lý, đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, chậm nhất ngày 10 tháng 9 năm 2017, Sunny Island phải thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn ngày 10 tháng 9 năm 2017, Sunny Island mới chỉ thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai 2.882 tỷ đồng. Trong đó, 1.150 tỷ đồng chuyển cho ngân hàng BIDV để giải chấp dự án và chuyển 1.732 tỷ đồng cho quốc cường Gia Lai để chi trả tiền đền bù. Cho rằng đối tác vi phạm nghĩa vụ thanh toán, quốc cường Gia Lai đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng và khởi kiện. Trước khi hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, quốc cường Gia Lai đã thông tin chi tiết về thương vụ bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với cổ đông. Tuy nhiên, việc phải nộp lại 2.882 tỷ đồng lại không được công ty nhắc đến. Quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết VIAC của Sunny Island, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được ý kiến của Bộ Công an rằng hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển có liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB đang điều tra. Trong đó, 301 sổ hồng và 147 thỏa thuận đền bù đất đai của dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là tài liệu Chứng cứ của vụ án. Trên cơ sở đó, ngày 5 tháng 12 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định hủy phán quyết của VAIC. Từ một doanh nghiệp quy mô vốn vài tỷ đồng, sau hơn chục năm, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An tăng vốn lên gấp 200 lần, trúng hàng loạt gói thầu ở nhiều địa phương trên cả nước. Doanh nghiệp này cũng đang tham gia các gói thầu thuộc ba dự án đầu tư công ở Hà Nội gồm sửa chữa cầu Thăng Long, xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm. Trong các gói thầu này, hai công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác gồm dự án sửa chữa cầu Thăng Long và dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự án sửa chữa cầu Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, mở thầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, bắt đầu thi công từ tháng 8 năm 2020 và thông xe tháng 7 năm 2021. Ở dự án này, liên danh chúng gói thầu số 5, gồm Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An và ba đơn vị khác là Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng, Công ty Trách nhiệm hữu hạng Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành. Theo công bố của chủ đầu tư, giá trúng thầu gói thầu này là gần 243 tỷ đồng, giảm 0,2% so với giá trao thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Còn dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 2.538 tỷ đồng từ ngân sách thủ đô. Dự án được khởi công vào tháng 1 năm 2021 và chính thức khánh thành vào tháng 8 năm 2023. Tại dự án này, liên danh gồm Thuận An và công ty cổ phần cầu 7 Thăng Long, chúng gói thầu số 2 thi công xây lắp với giá gần 290 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 690 ngày, gói thầu này được mở thầu vào tháng 4 năm 2021 và được phê duyệt sau đó 2 tháng. Cả hai dự án đầu tư công nêu trên đều đã hoàn thành và góp phần giải quyết tình trạng giao thông thường xuyên quá tải giữa trung tâm Hà Nội với các quận huyện ở bờ phía bắc của sông Hồng. Dự án mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân dài 3,7 km cũng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Ở dự án này, liên danh mà tập đoàn Thuận An tham gia trúng thầu gói số 40 thi công xây lắp một phần đường đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến nút giao Lạc Long Quân dài 1,6 km. Dự án này được khởi công từ tháng 6 năm 2020 với yêu cầu hoàn thành vào quý 3 năm 2021, nhưng cho đến nay, sau gần 5 năm công trường vẫn ngổn ngang. Người dân sống hai bên đường phản ánh, dự án chậm tiến độ đã khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì lầy lội và thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc do rào chắn thi công. Trước tình trạng trên, Hà Nội đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đốc thúc các nhà đầu. Trước tình trạng trên, Hà Nội đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đốc thúc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu được cơi nới là phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 6 tới và hoàn thành toàn bộ tuyến đường đê sông Hồng này vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô.